Chân thành hơn các bạn. Ôi nhanh nha. Rất là thiện cảm, rất là hay, cho nên là mọi người hãy ủng hộ cho. Chúng ơi, chụp cho chúng ơi. Có rớp bố, có cái rớp Bố Già nữa, đưa cho chị Hari cầm luôn, đúng rồi. Mọi người giúp em thế à. Rất là giàu chứ không phải. Đây là một cái giai điệu của Lê Giang rất là dễ thương, và hai chị em diễn người chồng người chị là vợ mà em là chồng, cho nên là mọi người đón xem nha. Tình cảm mình rất hay, chị với lại Trấn Thành tụi nào cũng thích những cái câu chuyện cũng như các thể loại gì để cho mình thấy mà con mình đủ vào ra những nhân vật. Đây là vợ ở ngoài nha, còn đây là vợ trong phim nha. Chị, em cho chị mượn có vài ngày. Chị biết, chị đâu có xài luôn đâu em. Chị cẩn thận cho chị. Thấy chưa, cảnh cáo quay phim mà bị Hari cảnh cáo hoài à. Cho nên là mọi người ơi, phim này rất là hay, rất là tình cảm. Có tình cảm, cho nên là mọi người cứ xem nha. Chị có gặp khó khi mà vào cái cảnh mà làm trò làm vợ của Trấn Thành không? Khi mà hai chị em nếu ở ngoài đời thì ai cũng biết được chị em nhưng mà ở trong một phim. Mỗi khi mình vô nhân vật mình biết mình ở ngoài đời sao, nhưng mà khi mình vô nhân vật thì mình biết mình đang là một người vợ và mình diễn đúng theo tâm lý của mình. Và Lê Giang rất là thích những cái vai diễn đời thường nghèo khổ những cái nọ, cho nên là khi mà vô vai thì rất là suôn sẻ. Có cái cảnh nào mà là như tỏ vẻ như là vợ chồng không? Có cảnh nào tỏ vẻ như vậy? Em đang lắng nghe đó vậy chị, bây giờ chị kể đi chị. Chị nói là chị mượn Bố Già, chị quay rất là suôn sẻ và rất là hay, một người vợ chịu đựng chứ không phải người vợ để mua Chanel. Một người vợ mua Chanel suốt ngày. Nhưng mà ý có một cái cảnh nào mà để mà tỏ vẻ trong cái phim mà chị là vợ của anh Thành không mà khó khăn khi đóng, mà tại vì có Hari lúc nào cũng kế bên, lúc nào cũng sợ có chuyện. Hari học giỏi thôi chứ Hari biết chị là chị mà Hari đâu thích, lúc nào Hari cũng ủng hộ cho chị Lê Giang hết trơn á, và lúc nào cũng có vợ chồng Trấn Thành kế bên, cho nên là mấy chị em rất là hiểu nhau. Mà đặc biệt là lúc nào bỏ vai thì Trấn Thành cũng làm cho Lê Giang rất là hợp vai, không có bị sượng sùng gì hết á. Nhưng mà về bản thân thì chị có lấy cách xây cao của Trấn Thành không vậy? Rồi, cách xây thì Lê Giang không có cần đòi hỏi gì hết trơn á, Thành cho không cho thôi chị mà. Cái này là thật sự đấy, lấy em hỏi Trấn Thành mà nếu mà chị có không, cái này là thật sự á. Tại vì chị giống như với Thành, giống như chị em rồi, gia đình rồi, không có đòi hỏi về cách xây, cũng không cần phải nhắc tới cái chuyện đó đâu. Mình có chứ, có một cái giày tay vậy hả? Thôi em Chanel cũng sắp hết năm cũ nha, còn chuẩn bị bước sang năm mới, xin chị có chia có những lời chúc phúc đến quý vị. Ở đây gần sắp hết rồi cho nên là Lê Giang chỉ cầu chúc cho tất cả mọi người được có nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và lúc nào cũng ủng hộ cho các sản phẩm của các nghệ sĩ. Cho em một câu lại để em có hỏi đúng về cái về một cái này. Và dự án sắp tới của chị Lê Giang thì sao? Dự án của chị Lê Giang. Rồi mọi người lùi xíu chút lần nha, lùi cái em đã làm rất khổ vậy. Hari đang giận chị Lê Giang. Dễ chẳng hơn. Rồi, nhìn ái thật ơi. có hình liên á. Anh Thành lên. Thành xin phép mọi người nuôi Thành xíu nha mọi người. Bạn tính Minh Hùng cái bạn Minh Hùng bên nào cũng được. Đúng rồi, anh trên ba mọi xuống cho mấy em đúng không ạ? Mà mọi người ấy, mọi người đi. À đúng rồi Thành này. Ở ngoài đời là Đức với Thành là hai người bạn già lúc nào cũng cạnh với nhau hết á. Còn cạnh nghĩa tới mức nào thì vì đón xem đi. Là một người bạn thân khi làm việc với Trấn Thành có cái gì thuận lợi hay là khó khăn không anh Đức? Riết rồi bây giờ cũng thành một cái thói quen rồi. Nó cũng đã là nói chung là cái độ hiểu ý nhau thì vẫn là từ trước giờ vẫn như vậy. Thì có một cái là Thành thì lúc nào cũng đầu tư tập trung kỹ cho cái sản phẩm của mình, cho nên là lúc mà ra hiện trường quay mình sẽ có những cái mà phối hợp với nhau thật là kỹ, tập đi chút từng câu một, cho nên là nó cũng có lúc rất là thuận lợi, nhưng cũng lúc là hai người phải đấu tranh nhau để mà đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Anh Thành có phải là người khó tính không? Thành cực kỳ khó và cực kỳ chi li từng chút một, lúc nào phải theo ý của Thành là vậy. Riêng về cá nhân của anh Đức thì trong năm vừa rồi á, điều anh nghĩ anh thành công nhất là gì và điều anh tiếc nhất trong năm vừa rồi? Riêng với bản thân của Đức á, điều mà cảm thấy thành công nhất là mình xuất hiện cũng một cái tần số đều đặn trên truyền hình. Là điều mà tiếc nuối nhất của Đức đó là vẫn chưa làm được một cái series phim để chính bản thân mình, do thời gian, do tất cả các khâu chuẩn bị còn lại. Và còn một điều nữa là dù gì không làm được một series phim, chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới để MV của Đức. Vậy thì cái điều mà mình có dự tính sang năm mình sẽ có series riêng. Mình ủng hộ cho ekip để Việt Nam này có nhiều bộ phim đầu tư tiền tỷ chất lượng và có những cái giá trị sâu sắc với mọi người, và đặc biệt đó là cũng có được cho mình thêm những cái bài học về cha, về mẹ và về tình yêu thương vô hạn của gia đình. Quay qua quay lại và Đức ơi, em không đạt kiểu đó lắm. Trinh thì quan điểm rất là nhưng trong chính ngôi nhà của mình không được thoải mái thì mình còn có thể làm nó ở đâu. Và không chỉ là đứng về phía Phan Mai Hương mà Trinh hoàn toàn cho những người nghệ sĩ mà họ đang những anh hùng bàn phím hoặc là những kẻ đóng mặt ở phía sau rất tiếc. Trinh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta không lên án mạnh thì mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, hoặc mình sẽ tiếp nối cho một sự ức hiếp vô vi trên mạng. Và Trinh mong là Văn Mai Hương tin rằng đây là sự cố bất như ý, nhưng mà lỗi thì không bao giờ là của bạn và bạn không sai. Hello, then mình back. Đã rồi. Okay. Hả? Đẹp vậy. Quay Đây là một quả khá rất là vui. Đây là một bộ đồ rất là vui. Đi, ba đứa vô. Bố già đi vô. Đi vô.